Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 22 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó xuất hiện ổ dịch mới tại công ty may Minh Anh cho khu công nghiệp dệt may Phố Nối B với 6 ca dương tính. Xuất phát từ một ca F0 là công nhân công ty may Minh Anh ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại phòng khám Việt Pháp, phát hiện thêm 6 trường hợp khác có liên quan dương tính ở huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, trong đó có 5 công nhân. Huyện Yên Mỹ phong tỏa một khu xưởng của công ty may Minh Anh từ 12 giờ ngày 9 tháng 11. Tại công ty Kyocera trong khu công nghiệp Thăng Long 2 ở huyện Yên Mỹ cũng ghi nhận một ca dương tính liên quan đến F0 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình. Tại ổ dịch thôn Trai Trang tiếp tục ghi nhận thêm 8 ca dương tính mới. Trong đó có một ca là công nhân công ty Hoya trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Huyện Văn Giang ghi nhận 4 ca mới, trong đó có 2 ca liên quan đến ổ dịch công ty Conico, 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại 2 phòng khám trên địa bàn huyện. Huyện Ân Thi ghi nhận 1 ca về từ tỉnh Đồng Tháp, 1 ca còn lại là nhân viên y tế đang điều trị cho F0 ở Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên.